Hello xin các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã đến với cái channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ là hướng dẫn các bạn làm một cái bẫy chuột cho mấy con chuột hunter nha. Thì mình thấy trong cái kênh YouTube của mình thì có rất là nhiều bạn bị mấy con chuột nó đào thẩu với lại là nó bị sảy chuồng rồi đó. Thì các bạn là không biết bắt nó như thế nào thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái bẫy chuột và nó gọi là an toàn cho mấy con chuột của các bạn nha. Đó thì nói chung cái này cũng làm rất là đơn giản thôi. Và các bạn xem theo video này của mình thì các bạn chắc chắn sẽ làm được nha. Và nếu như mà ở nhà cái con chuột của bạn nó không có bị sảy thì mình khuyên các bạn là nên làm trước một cái, để nếu như mà con chuột của bạn nó bị sảy thì các bạn có thể gọi là đặt bẫy và bắt lại liền. Nếu mà nó ra ngoài là sẽ gặp được rất là nhiều nguy hiểm nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Và đây là tất cả những dụng cụ mà chúng ta cần chuẩn bị để làm một cái bẫy chuột nha các bạn. Thì cái bẫy chuột này thì mình xem các anh ở làm ở trên YouTube thì mình thấy cũng rất là hay, với lại là nó sẽ làm đảm bảo là an toàn cho mấy con chuột hamster nha, đấy là nó sẽ không có bị thương. Cho nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn làm đấy, và nếu như mà các bạn thấy ok thì có thể áp dụng theo nha. Và quên nữa, mình sẽ nói sơ qua là khi mà mấy con chuột hamster của bạn mà nó đào tẩu ra ngoài hoặc là nó bị sổng chuồng ra ngoài á, thì nếu như mà ở nhà bạn mà có đang đặt bẫy chuột, ví dụ như là keo dính chuột hoặc là bẫy chuột bằng lồng đó, thì các bạn hãy kiểm tra cái miếng keo dính chuột đó hoặc là cái bẫy chuột đó, coi là cái con chuột hamster của bạn nó có đã bị dính vào chưa ha. Thường á thì nếu như mà các bạn đặt keo dính chuột á thì cái tỷ lệ mà con chuột hamster nó bị dính vào cái keo là rất là cao luôn đó, vì thế mà các bạn kiểm tra liền nha. Còn nếu như mà thấy miếng chuột của bạn nó chưa có bị dính vào keo dính chuột á thì các bạn hãy cất cái miếng keo đi, rồi các bạn làm một cái bẫy như thế này và các bạn để một góc vào đó, thấy cái chỗ nào mà các bạn nghi ngờ nó có đó thì các bạn để vào. Và các bạn lưu ý là nếu như mà nhà của bạn có mở cửa hay gì đó thì các bạn nên đóng cửa nha, để thôi nó chạy ra ngoài thì các bạn rất là khó bắt luôn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái bẫy chuột nha, để một cái bẫy chuột mà nói chung là rất là an toàn luôn. Và các bạn tuyệt đối là không dùng keo hoặc là dùng cái bẫy chuột bằng sắt hoặc là cái gì bẫy chuột mà dạng như có dạng kẹp á, để mà các bạn bẫy con chuột hamster của bạn lại nha, thì cái đó nó sẽ rất là nguy hiểm cho mấy con chuột hamster của bạn luôn. Mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái bẫy chuột bằng chai nhựa đó, rất là dễ làm và nguyên liệu thì nói chung thì ở nhà thì tìm được hết đấy, rất là đơn giản luôn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu qua nha. Đây là mình có sử dụng một cái vít như thế này đấy, để mà một tí nữa mình sẽ khoét cái lỗ ở trên chai nhựa nha các bạn. Và này là ở nhà mình không có cái sợi dây mà sợi dây gân, sợi dây dài các bạn. Đấy, sợi dây dài một tí thì mình không có, cho nên là mình sẽ sử dụng dây chỉ luôn nha. Đấy, dây chỉ thì cũng khá là chắc rồi. Đó, thì cũng khá là sử dụng được cho cái này rồi. Đấy, cho nên là mình sử dụng dây này luôn. Đó, còn nhà bạn nào mà có dây mà loại dày hơn một tí á, dây gân dày hơn một tí á, thí dụ như là dây thả diều rồi đó. Đó, thì các bạn sử dụng dây đó cũng rất là ok luôn. Đấy. Rồi, và một cọng sắt nhỏ như thế này. Đây, đấy. Thì cái cọng sắt này á thì mình sẽ dùng dây chì nha các bạn. Dây chì mà mình mua cái loại dày nha, cái loại cứng một tí. Các bạn đừng có mua cái loại mềm đó nha, mềm quá thì sẽ không xài được các bạn. Đấy, loại này khá là cứng. Và đặc biệt là phải có hai cái cọng dây thun nha các bạn. Hoặc là các bạn ở miền Bắc gọi là dây chuông á, đúng rồi, dây chuông á là nó đây. Đấy, dây thun thì các bạn sử dụng một cọng bình thường như thế thôi. Đó. Rồi. Và ở đây đôi đũa này. Đây, đôi đũa này để ăn rồi bỏ đó các bạn. Đấy. Làm cũng được đó. Các bạn nên sử dụng hai thanh gỗ mà nó tròn tròn như thế này nha, thì làm nó sẽ ok hơn. Đấy. Rồi. Và một cái kéo. Cái kéo thì mình sẽ sử dụng kéo mũi nhọn nha các bạn, để mà mình có thể khoét lỗ rồi cắt mấy cái này, cắt cái chai nhựa này. Đấy. Rồi, và cuối cùng không thể thiếu đó chính là một chai nhựa. Đó. Chai nhựa thì các bạn có thể lấy một chai như thế này. Chai này thì nó dài khoảng một gang tay của mình nha. Đấy. Và bề rộng thì có khoảng nửa gang của mình thôi. Đấy, nửa gang tay của mình thôi. Đó. À, chai nhựa thì mình khuyên các bạn lấy là lấy những cái chai mà nó có cái hình chữ nhật như thế này. Đấy, hình chữ nhật như thế này thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, và nó hiệu quả như thế nào thì một tí nữa mình sẽ nói sau nha. Đó, hình chữ nhật như thế này. Các bạn có thể lấy những cái chai uống nước hoặc là chai nước mắm gì đó, các bạn xúc sạch đi ha, rửa cho nó sạch rồi các bạn hãy làm nha. Và cái chiều dài thì các bạn có thể lấy dài hơn một tí cũng được. Đó, ở nhà mình thì có cái chai này mình thấy ok nè, nên là lấy ra làm video cho các bạn xem luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm nha. Và rất là đơn giản luôn, các bạn chỉ cần bỏ ra một thời gian ngắn thôi là sẽ có một cái bẫy để các bạn bắt mấy con chuột hamster của bạn lại. Đấy, thì thôi mà nó chạy ra ngoài mà các bạn bắt không được là nó sẽ bị nguy hiểm rất là nhiều nha. Nó mà chạy ra ngoài một cái là một tí, một khoảng 5-10 phút thôi đó là mấy con chuột cống rồi, lại nó hỏi thăm liền. Đấy. Ok, thì đầu tiên là bước 1 là các bạn phải cắt cái đầu chai nhựa này ra nha. Đây, đây mình có vẽ một cái đường sẵn nè cho các bạn dễ hình dung nha. Thì mình chỉ cắt một phần thôi nha. Đấy, cắt hơn phân nửa cái chai này thôi. Đấy, cắt như thế này. Đấy, còn cái phần này là mình sẽ không cắt nha các bạn. Đấy, phần ở trên này thì sẽ không cắt.
Đấy, thì ở đây sẽ là một cái chốt để mà có thể giống như là sẽ là một cái nắp vậy các bạn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt ra nha. Ok, sau khi cắt cái phần nửa cái chai này thì mình sẽ được như thế này. Đấy. Được một cái chai và nó có một cái nắp như thế này, có thể mở ra như thế này nha. Đấy, và ở trên này thì các bạn sẽ không cắt nha, để cho nó còn dính vào các bạn. Đấy, thì hồi nãy mình bảo các bạn là lấy một cái chai nhựa mà nó có hình chữ nhật như thế này á, thì để là ở ngay cái mấu này nè các bạn, đấy, ở ngay cái chốt này nè. Đấy, thì nó sẽ chắc hơn nha. Còn nếu như mà các bạn sử dụng mà chai nhựa tròn rồi đó, thì cái chỗ này mà các bạn bẻ lên như thế này nè, thì nó sẽ gọi là nó sẽ không được chắc đó, và nó sẽ gọi là bị méo đồ tùm lum hết trơn á. Cho nên là các bạn lưu ý là lấy cái chai nhựa mà nó có hình chữ nhật như thế này thì nó sẽ ok hơn nha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục khoan bốn cái lỗ nha, hai cái lỗ ở đây, một cái lỗ ở đây, một cái lỗ ở đây và một cái lỗ bên này, một cái lỗ bên này, để mình xỏ hai cái cây này vào. Ok, và sau khi khoan cái lỗ thì xong thì mình sẽ xỏ cây gỗ hồi nãy mình chuẩn bị á. Đây, ở đây mình sẽ xỏ một cây qua nha. Đấy. Rồi, ok, đó. Đây. Thì nó sẽ được như thế này các bạn. Đấy. Rồi, bước tiếp theo đó chính là mình sẽ khoan một cái lỗ ở đây luôn. Phần đít chai các bạn, đây ở phần dưới nè. Khoan một cái lỗ nhỏ này để một tí nữa mình sẽ gọi là gắn cái cây sắt này vào. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ khoan đi rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp nha. Đối với cái lỗ này thì các bạn chỉ gọi là khoan một cái lỗ vừa đủ nhỏ như thế này thôi nha. Đấy, khoảng đâu đó là 2mm thôi. Đấy, 2-3mm thôi. Thì hồi nãy mình quên nói với các bạn là các bạn phải chuẩn bị một miếng mồi nha. Đây là miếng mồi của mình. Thì các bạn có thể sử dụng những cái đồ ăn mà nó thường hay ăn hàng ngày á, nó rất là thích, ví dụ như phô mai hoặc là bánh cũng được. Đó. Nhưng mà ở đây mình sẽ sử dụng một miếng khô nha các bạn. Đây. Đó, mình sẽ sử dụng một miếng khô cá như thế này. Thì tại vì sao? Tại vì á, khô thì cái mùi nó rất là bốc lên rất là nhiều. Đấy, và dẫn đến là cái con chuột nó nghe mùi rất là nhanh nha các bạn. Đó, thì các bạn có thể sử dụng tôm khô hoặc là khô cá như thế này. Đấy, thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn nha. Đó, rồi ok, đây. Rồi, giờ mình sẽ để đây nha. Rồi, và mình sẽ cột cái miếng khô này vào cái thanh sắt nhỏ như thế này. Đấy, mình sẽ cột dính chặt luôn nha các bạn. Đấy, các bạn lưu ý là phải cột dính chặt nha. Còn cột không chặt á là khi mà cái con chuột nó vào nó ăn á là nó sẽ giật mất miếng khô. Đó, các bạn phải cột chặt vào đây. Mình đã cột chặt cái miếng khô vào đây rồi nha. Đó, các bạn phải gọi là làm sao mà cái miếng khô nó dính chặt vào cái thanh sắt này á thì là mới là ok nha. Đó, thì cái thanh sắt này theo mình thì các bạn làm dài khoảng đâu đó là 4-5cm thôi là ok nha. 4-5cm là ok. Đó, đừng có dài quá. À, quên nữa, bây giờ mình sẽ gọi là gắn cọng thun này vào nha. Đây, cọng thun thì các bạn gắn vào như thế này. Ok, gắn cọng thun vào. Gắn vào hai bên như thế này nha. Đó. Các bạn chỉ cần mỗi bên cộng như thế là nó ok rồi nha. Đấy. Các bạn làm sao mà cho nó gọi là có thể kẹp lại chắc như thế này nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cột cái cọng chỉ. Bước tiếp theo là bắt đầu cột cái cọng chỉ vào cái cổ chai này. Thì nếu như mà ở nhà bạn nào mà có dây thả diều rồi đó thì các bạn sử dụng dây đó nha. Mình làm nó sẽ dễ hơn. Còn ở nhà mình không có thì mình sử dụng dây chỉ này á. Thì nó nhỏ hơn các bạn. Nó nhỏ và dẫn đến việc là nó sẽ khó cột hơn một tí thôi. Mình cuối cùng thì cũng đã làm xong các bạn. Đây, chiếc bẫy của chúng ta nó sẽ như thế này. Đó. Đây, cái phần cọng dây này thì các bạn canh cái độ dài nó như thế nào mà khi mà các bạn căng ra phía sau á thì nó cái nắp phía trước này nó sẽ hở lên như thế này nha, là sẽ ok nha. Đó. Rồi,
Còn phần về cái chốt của thanh sắt này nè, đấy, thì các bạn gắn cái cọng dây sao mà cho nó gọi là dính một chút thôi, đấy, dính một chút thôi, đó, cho nó dính một chút như thế thôi nha các bạn, đấy. Và khi mà cái con chuột nó vào đây nè, hả, khi con chuột nó vào đây thì nó sẽ gọi là giật cái miếng mồi đó, đó, và giật miếng mồi đó và cái thanh sắt này nó sẽ gớt xuống, đó. Nhưng khi mà thanh sắt gớt xuống thì cái cọng dây này nó sẽ gọi là bung lên thì cái cọng dây thun này nó sẽ kẹp lại, đấy, và sẽ đóng này lại, đóng cái nắp lại. Và con chuột nó sẽ bị dính bẫy thôi. Đó, rất là đơn giản và cũng không gây ảnh hưởng gì nha. Không gây gọi là ảnh hưởng gì tới con chuột hamster hết. Đấy, ok. Rồi bây giờ mình sẽ thử test thử cho các bạn xem như thế nào nha. Cũng như là cái cây này là con chuột các bạn. Thì khi mà con chuột nó vào đây nè, đó, thì nó sẽ gọi là ăn cái này và nó giật nha. Nó ăn thì nó chắc chắn là nó phải giật rồi, tại vì mà nãy mình bảo các bạn á là kẹp cái miếng mồi nó thật là chắc vào cái thanh sắt á, thì khi mà con chuột nó giật hoài mà nó giật không được á thì càng ngày nó sẽ càng giật mạnh hơn. Đó, và dẫn đến là cái thanh sắt này nó sẽ bị gớt xuống. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy. Đó, các bạn canh sao mà chỉ cần đụng nhẹ vào cái thanh sắt thôi là nó sẽ bị gớt xuống á là ok nha. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi là cho con chuột mình nó thử nha các bạn, coi như thế nào nha. Rồi và cũng như là các bạn cũng đã thấy cái công dụng của chiếc bẫy này rồi đó. Đó, thấy không? Rất khá là hiệu quả luôn nha các bạn. Đó, thì nói chung là hôm nay hướng dẫn các bạn làm một cái bẫy để mà bẫy những con chuột nào mà nó bị sảy hoặc là nó trốn khỏi lòng đó. Đó, và nếu như mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.